Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn hôm nay của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ bàn về nội dung khi nào thì ghi âm, ghi hình tại phiên tòa bị coi là hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Đây là nội dung mới trong pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở.